Vâng, em Đức Hải Dương xin chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô của em Đức Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay thì em Đức Hải Dương lại lên sóng và chia sẻ cho anh chị và các bạn thêm một cái mẫu xe của hãng Toyota, thương hiệu đến từ Nhật Bản các bác nhé. Và chiếc này thì được mang tên là Innova, sản xuất năm 2010 và trang bị cho đã được nhà sản xuất trang bị cho động cơ máy 2.0, máy dọc cầu sau anh em nhé, và 8 chỗ ngồi. Chiếc này thì nó được trang bị túi khí an toàn, phanh ABS, la răng đúc nguyên bản theo xe anh em nhé. Và chiếc xe này thì rất là đẹp luôn, giá thì cũng cực hợp lý luôn. Anh chị và các bạn, chúng ta muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm với mẫu xe Innova sản xuất năm 2010 này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Vinh Môn, Hải Dương hoặc ga Vũng Thái, Kim Thành, Hải Dương các bác nhá. Các bến bác đến hai địa chỉ trên thì nhớ alo trực tiếp cho em Đức qua số điện thoại là 0962 567 089 để em Đức ra đón các bác vào xem xe trực tiếp luôn. Và số điện thoại trên thì có cả Zalo và Facebook. Anh chị và các bạn cần thông tin chi tiết gì về cái mẫu xe Innova sản xuất năm 2010 này thì nhớ kết bạn trực tiếp với em, thì em Đức sẽ gửi hình chi tiết về cái mẫu xe trên. Chiếc này thì được bác chủ nhân sơn cái màu sơn khá đặc biệt. Màu này rất là sáng anh em nhé. Trời cũng hơi tối nhưng mà xe rất là sáng luôn. Và chiếc xe này thì em Đức sẽ cam kết và bảo hành cho tất cả quý anh chị và các bạn là xe không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích, keo chỉ zin các ông nhé. Giá thì hiện tại đang được bên em Đức chào bán là 338 triệu, là trong đó là đã có phí công chứng ủy quyền hoặc rút hồ sơ cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Vấn đề thủ tục an ninh thì các bác yên tâm 100% đảm bảo cho các bác. Xe rất đẹp nha các bác nhé, 2010. Xe còn rất căng luôn. Qua 15 sử dụng rồi nhưng mà chiếc xe này rất là đẹp các bác nhé, cực đẹp luôn. Máy chất số thì rất là nhẹ nhàng thôi, côn rất là nhẹ, số rất là mượt mà anh em nhé. Chiếc xe nó rất căng luôn anh em nhé. Đấy, 8 chỗ ngồi và qua 15 sử dụng rồi nhưng mà xe rất là ok. Anh em nhìn cụm đèn pha của nó này còn rất là sáng anh em nhé. Nó cũng hơi bị ố theo thời gian anh em nhé, qua 15 sử dụng rồi mà nó còn rất ok luôn. Đấy, nhưng mà nó phải ố như này thì nó mới là đèn xịn của nó anh em nhé. Đấy, đấy. Chiếc này thì anh chị em chúng ta mua về sử dụng gia đình hoặc là bác nào mua về chạy dịch vụ taxi thì cũng được. Đấy, đây cụm đèn pha bên phụ đây anh em ạ. Đấy, nó cũng bạc theo thời gian rồi anh em nhé, nó bạc theo thời gian rồi. Đó, nó mà sáng trắng thì nó lại là đèn mới, đèn mua mới cứng. Và chiếc này thì đã được nhà sản xuất trang bị gương tích hợp xi nhan. Đấy, khi mà mua cái bộ ốp ốp cái gương này thì nó phải là có cái bật xi nhan lên ngoài anh em này. Đăng kiểm khá là dài, tận đến tháng 6 năm 2021 anh em nhé. Chúng ta đi tận sang năm cơ. Và đây là cụm la răng đúc, cái vành đúc của nó anh em ạ. Vành đúc của nó là vành nguyên bản theo xe. Đấy, nguyên bản theo xe. Và phanh đĩa ABS bên trong anh em nhé.
chống bó cứng. Đấy, chống trơn trượt. Rất an toàn. Xe thì rất đẹp. Và ở giữa cái thân xe này là nó có một cái nẹp anh em nhé. Cái nẹp này để làm gì? Cái nẹp này để tránh sự va đập anh em nhé. Đấy, tránh sự va đập. Đấy, chẳng hạn như chúng ta mở cửa ra nó có va vào đây thì nó vẫn có cái điểm tì vào đây. Đấy, thường thì cái tầm giữa này nó rất hay bị va quẹt anh em nhé. Đấy. Thứ nhất là làm cho cứng. Đấy, cái thứ hai là chống sự va đập. Đấy, kính này, kính Toyota, kính zin luôn anh em nhé. Cửa ra đóng cực kỳ ít luôn. Đấy. Không kém thì những chiếc xe đời 2010 năm 16 anh em nhé. Hai cánh cửa là nó có hai cái nẹp. Xe thì chất miễn bạc. Đây, chỉ sơ cua của nó đây anh em ạ. Nguyên bản luôn anh em nhé. Chưa mất phân cao chỉ nào. Đây, cái hộp lốp ấy anh em ạ. Cua lốp của nó này, nguyên bản luôn. Kính là vẫn là kính zin Toyota anh em nhé. Kính zin. Cửa giá em này đóng khá là hít. Rất ok. Đấy, bộ vè chắn mưa của nó anh em ạ. Bộ vè chắn mưa của nó này. Đấy. Của Toyota luôn. Lốp lắp trước này thì đồng lốp. Lốp thì đều nhau anh em nhé. Lốp này của nó được cỡ khoảng dao động cỡ khoảng tầm 85-90%. Lốp còn khá là dày dặn. Đấy. Cụm đèn hậu của nó này các bạn ạ. Cũng được kẻ khá là nhiều đường kẻ anh em nhé. Trang trí rất là nổi bật. Và chiếc xe này em Đức nhắc lại là xe rất là đẹp các bạn nhé. Rất là đẹp các bác nhé. Chiếc này thì được trang bị cam lùi đây anh em này. Cam lùi của nó này. Và cảm biến lùi nhá anh em nhé. Hai cảm biến lùi. Bản G xịn nhá anh em nhé. Bản G xịn. Đây cái bộ cái thanh mạ chrome đằng sau đuôi của nó đây. Khá là sáng luôn. Logo của hãng Toyota này nó như một cái quả cầu anh em nhé. Như một quả cầu đấy các bạn này. Đấy, rất nổi tiếng luôn. Chữ Toyota. Đấy. Em mã Innova vẫn còn nguyên theo xe. Đây, cục đèn hậu của nó là rất đều luôn. Đôi đèn này tương đều. Coi nhìn này. Xe thì rất là căng. Chất xe thì miễn bàn. Đấy, lốp láp thì tương đối đều nhau hết các bác nhé. Đấy. Đây. Là răng đúc đằng sau. Nhưng phanh sau là phanh tăng trống anh em nhé. Phanh sau phanh tăng trống. Và đây đường chỉ cua lốp anh em ạ. Còn nguyên bản luôn. Đây. Xe thì khá là căng. Đây. Cửa giả đóng cực kỳ hít luôn. Bốn cái bộ tay nắm ở cửa này thì được ốp mạ chrome. Cái bộ lòng này thì nó cũng rẻ thôi anh em nhé. Đấy, tránh bị sơ soát bên trong. Đấy, khá là hợp lý. 338 triệu. Tích hợp xin nha. Chiếc xe này xe gia đình nhá anh em nhé. Xe gia đình xịn luôn. Không dịch vụ. Không taxi. Bảo hành cho em là anh em là xe không dịch vụ không taxi. Xe gia đình xịn nha anh em nhé. Đây. Phần keo chỉ nó đây. Đấy. Nguyên bản luôn. Bé tẹo là sợi điện. Trên này thì bé như sợi điện thôi. Dưới thì to như cái lạc. Đấy. Bản G thì nó là chốt khóa an toàn anh em nhé. Chốt khóa an toàn. Đấy. Đi là cỡ khoảng vài chục cây là nó tự chốt khóa an toàn luôn. Đấy. Thank you.
đây anh em ạ. Ốc là zin luôn anh em nhé, rất là sắc luôn. Đây, sản xuất 2010 anh em ạ. Sản xuất 2010. Hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết, bản đủ mà anh em nhé. Đây là cái cần này, là cần để chúng ta tăng độ sáng ở trong cái đồng hồ bên trong. Đấy, kim của nó là kim đỏ anh em nhé. Bản Z là nó sẽ kim trắng anh em nhé, đồng hồ màu trắng. Đấy. Chiếc này thì chưa có màn hình anh em ạ. Đấy, tự nhiên sao nó một con cái cam nhỉ. Đấy, vẫn là đầu đài Toyota thôi. Củ số của nó này các bạn này. Xe đẹp mướt mượt luôn, mỏng mỏng. Vô lăng của nó đây, tích hợp túi khí nha các bạn nhé. Chưa được trang bị hai túi khí an toàn. Bàn phanh côn đây, ga đây, rất đẹp. Giá hợp lý không? Xe gia đình nhé các bạn nhé. Theo chỉ nó đây. Em múc khóa nó đâu, nguyên bản luôn. Và ghế thì đã được bọc ghế 3D. Đấy, ở giữa cái lòng này 3D anh em ạ. Ở ngoài nó là nhẵn này anh em ạ. Xe thì rất là đẹp. Đây. Điều hòa thì quanh xe anh em nhé. Đấy. 6 cái lỗ điều hòa, có 4 cái lỗ điều hòa trên trần anh em ạ. Đấy, 4 cửa gió điều hòa trên trần. Chắc chắn luôn. À, cột kèo đinh tán nó sau các bạn. Này, đinh rõ nguyên đinh luôn. Đây, ốc đằng sau chưa ra anh em. Đây. Chưa ra nhá các bạn nhá. Đây các bạn. Nguyên xì xì luôn. Xe thì rất là đẹp. Mẫu xe. Xe là xe gia đình xịn nhá anh em nhá. Không dịch vụ, không taxi. Tên tư nhân bên Hà Nội. Cửa đóng rất là ít luôn. Tem cửa anh em. Tem cửa nó chỉ nguyên bản luôn. Đây là hàng ghế của thứ 8 anh em nhé. Chiếc này được chạy 8 người. Đây. Cốc để cà phê cà pháo đây. Xe gia đình xịn 100%. Không dịch vụ, không taxi. Máy ngon, điều hòa mát. Đây là cái cốc để chúng ta để cà phê này. Đấy. Đóng vào. Đây là cái để chúng ta để kính anh em nhé, để kính. Trần trước này thì nó là trần trần nỉ anh em nhé, trần nỉ bọc ni lông. Đấy. Bọc ni lông để làm gì? Để cho nó không được bám bụi bẩn lên anh em nhé. Đấy, nó lợi thế là lau rất là nhanh sạch. Đấy. Xe là zin toàn tập luôn. Đây các bạn nhìn này. Ốc bẩn này nó này. Nguyên bản luôn. Đấy, nguyên bản luôn. Các bạn nhé. Túi khí an toàn đây anh em. Xe này không dịch vụ, không taxi, xe gia đình xịn. Đây, các anh em nhìn này. Cái phanh tay của nó này, bạc theo thời gian này các bạn này, 2010. Cổ số đây, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Có cam nùi nhưng lại không có màn hình. Thế mới tài. Keo chỉ zin hết anh em nhé. Keo chỉ nó zin hết luôn. Zin đét luôn. Nội thất con này thì cực đẹp luôn.
bẹ chắc chắn. Và đây là khoang động cơ của chiếc Innova 2010 anh em ạ. Đấy. Khoang động cơ thì rất là đẹp. Đây, phần đầu nhé, anh em chúng ta sẽ xem phần đầu trước nhé. Đây, đầu thì không bị đâm xô gì cả anh em nhé. Đây, đầu giằng nó ra nguyên bản theo xe. Các bạn nhìn này. Đây, tem mát của nó đây. Máy móc thì cực kỳ sạch sẽ, khô ráo luôn. Đây, phần máy của nó này anh em. Máy của này cực chất luôn anh em nhé. Đây là cái bộ bơm dầu, bơm trợ lực của nó này anh em nhìn này. Toàn bộ những ốc trợ áp của nó này, 7 màu này anh em. Còn nguyên bản nó xe luôn. Và sau đây mình sẽ vào lổ máy này nhé. Anh chị và các bạn chúng ta nghe tiếng động cơ. Và đây là cụm phanh ABS của nó anh em, cụm phanh ABS của nó đây. Đấy. Xe rất mỏng luôn. Đấy. Đồng hồ thì không báo lỗi gì anh em nhé. Đây các bạn này. Sáng tối này. Đấy, cái cần này chỉnh sáng tối này. Chất xe thì miễn bàn, giá hợp lý với một chiếc xe gia đình xịn, không dịch vụ. À, máy lổ đi một chút cho này nhé, mới chút này nhé, máy ngon. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm với mẫu xe Innova sản xuất năm 2010 này thì đến tại đường 388 Long Xuyên Vinmu Hải Dương hoặc Cao Thanh Thiên Thành Hải Dương. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em chào các bác nhá.